Đảng ủy quân sự tỉnh đổi mới nội dung hình thức giáo dục chính trị. Sư đoàn 5 bích tinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Câu lạc bộ Người mẹ, người dì chiến sĩ. Xin kính chào quý vị đang đến với bản tin quốc phòng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, được phát vào lúc 17 giờ 50 phút thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần. Cảm ơn quý vị đồng hành cùng chúng tôi trong bản tin ngày hôm nay. Tổng kết 12 năm thực hiện chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự hướng dẫn kịp thời của Cục Chính trị Quân khu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự phối hợp giúp đỡ của cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị địa phương trong Đảng bộ, lực lượng chủ trang tỉnh thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo đổi mới nội dung hình thức giáo dục chính trị sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của các đối tượng, đồng thời phát huy tốt vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng 47 ở các cấp. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để cán bộ chiến sĩ không ngại khó khăn gian khổ hy sinh, hết lòng giúp đỡ nhân dân vượt qua đại dịch. Ngày 5 và ngày 6 tháng 5 năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức giải thể thao gồm 8 đội với 208 vận động viên, thi đấu tranh tài 4 môn, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông và quần vợt. Qua 2 ngày thi đấu, giải đã thành công tốt đẹp, được sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh với các cơ quan doanh nghiệp và đơn vị kết nghĩa. Ngày 5 tháng 5, Sư đoàn 5 tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Đến dự có Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5. Thời gian qua, Sư đoàn và các cơ quan đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác an toàn vệ sinh lao động. Công tác giáo dục tuyên truyền học tập các văn bản pháp quy về an toàn vệ sinh lao động được tổ chức rộng rãi. Các kế hoạch phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng, nhà xe được rà soát, bổ sung, luyện tập đạt kết quả tốt. Hệ thống thu lôi chống sét kho tàng, đơn vị trạm xăng dầu được kiểm tra định kỳ hàng năm đảm bảo an toàn. Cơ quan hậu cần sư đoàn đã thường xuyên tổ chức kiểm tra tình trạng kỹ thuật các bếp lò hơi cơ khí, kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa, củng cố nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật an toàn trong vận hành. Thực hiện nghiêm chế độ bảo quản vũ khí hàng ngày, tuần và ngày kỹ thuật tại kho trạm. Chế độ bồi dưỡng độc hại chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhân viên trực tiếp làm việc tại khu vực kho trạm được quan tâm thực hiện đúng theo quy định. Trong những năm qua, sư đoàn không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, trạm xưởng. Tối ngày 6 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Tây Ninh tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ hơn 420 chiến sĩ mới đang huấn luyện tại đại đội 234, tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới tại trường bắn Núi Bà thuộc Trung đoàn Bộ binh 174. Tại chương trình, đội thông tin lưu động của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Tây Ninh biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc gồm nhiều thể loại đơn ca, tam ca, tốt ca, đàn guitar, thể hiện tình yêu quê hương, ca ngợi Đảng, Bác Hồ cũng như tri ân những đóng góp chiến công của các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và bộ đội biên phòng nói riêng, đồng thời thể hiện sức trẻ luôn sẵn sàng để xây dựng, bảo vệ quê hương giàu đẹp. Thưa quý vị, nhằm góp phần động viên chiến sĩ đang tại ngũ, từ năm 2021, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Dầu đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện ra mắt câu lạc bộ Người mẹ, người dì chiến sĩ xã Hiệp Thạnh nhằm hỗ trợ về mặt vật chất lẫn tinh thần trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự của quân nhân tại ngũ. Đến nay, 9 trên 9 xã thị trấn trên địa bàn huyện Gò Dầu đã thành lập câu lạc bộ Người mẹ, người dì chiến sĩ. Từ khi thành lập đến nay, các câu lạc bộ đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây tặng 2 căn nhà tình nghĩa quân dân cho chiến sĩ tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn, tặng 6 sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng cho 6 đảng viên tình nguyện nhập ngũ và vận động hỗ trợ tiền quà cho chiến sĩ tại ngũ với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc phòng ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.